Hi, chào các bạn. Hôm nay mình xin được làm clip độc hợp về mẫu HG Amida Hair Current, và đây chính là mẫu sản phẩm của chúng ta sau khi tôi vừa nhận được món hàng cách đây vài giây. Đây là cái bót hạt của nó. Con hàng sau khi được hoàn chỉnh, vũ khí của nó, dao có thể chuyển đổi được. Chúng ta có thể gắn đằng sau. Action của nó, phần tai, các khớp tai, đây chính là set vũ khí của nó. Mặt đằng sau, đằng trước, nhân vật này trong Iron Block, trong chiến hạm Turbo. Turbin, con hãy cùng khám phá bên trong có những gì nào. Bot khá là đẹp, không tì vết. Runner của nó, đề can của nó, vũ khí rồi. Cái súng cuốn hướng dẫn của nó, danh sách các runner. Còn đây là phần thân đầu, đây đây cái waist của nó, vũ khí gồm hai cái súng, một cây đao và cái mà chỗ nắm đấm. Các bạn có thể nó được gắn vào như thế này, ở đây hai cái bãi bên của cái waist và gắn vào được như thế này, kiểu như là nắm đấm sắt nữa mà. Còn đây là mẫu HG, mẫu mà do phi công Lapter với ký hiệu là MLOT 005. Đấy, màu sắc khá là đẹp. Đó là những gì mà mẫu HG Amida Hair Current có. Cảm ơn các bạn đã xem clip review. Hãy nhớ xem vào những clip tuần sau nhé.